Vâng, chào toàn thể bà con và các bạn đã trở lại kênh Nhà Lông Làm Vườn. Thì hôm nay tôi có đến đây vườn mít của nhà chú, của nhà bác ở xã bên. Thì cùng chia sẻ cho bà con là những cái việc mà chúng ta cắt tỉa cành mít và chăm sóc cây mít khi mà mít đang cho ra trái. Thì đây bác đây đang cắt cái cành mít của nhà mình và lựa chọn những cái trái nào nó không cần thiết. Thì đấy, như bà con các bạn nhìn thấy là cái cây mít này của bác là nó cao, đâm ra là bác hơi vất vả một chút trong cái việc mà cắt tỉa cành. Bác phải buộc một cái sáo rất chi là dài vào một cái niềm. Đấy, bác đang cắt những cái quả trên tít chiết đỉnh này. Đấy bà con các bạn nhìn thấy chưa? Đây ạ. Những cái quả này ở trên này thì như bác nói và tất cả mọi người đều biết là những cái quả mà ở trên đầu cành quá cao, trên ngọn thì cái chất lượng quả nó cho ra nó không được tốt, không được đẹp, và những cái cành mà nó phát triển ở thân, những quả phát triển thân thì chúng ta hoàn toàn nên bỏ nó đi, không giữ lại. Đấy, vì vườn quá rộng đâm ra là bác trồng rất nhiều loại cây, đâm ra không có thời gian để mà chăm sóc, đâm ra để cho cái quả nó hơi to một chút bác mới cắt tỉa. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn cắt tỉa được bình thường. Dù nó hơi to chúng ta mới cắt tỉa còn hơn là chúng ta không cắt bỏ đi. Đấy, bà con không nên tiếc những cái quả mà nó từ cái cây mít. Đây, những quả này này. Những quả này nếu mà nó mọc ở thân ấy, thì cái chất lượng quả này cực kỳ đẹp luôn. Cuống ngắn, rốn to và mắt mũi đều. Thế nhưng mà nó vì nó mọc ở trên cáo quá cao, đâm ra chúng ta không nên tiếc, cắt bỏ đi bình thường, không nên để làm cái gì cả. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, bác đang cắt này. Đấy, đây là cái việc mà chúng ta trồng cái cây mít nó cao thì nó cũng hơi khó khăn cho cái việc mà chúng ta cắt tỉa, nó hơi vất vả một chút. Thì trong rất nhiều clip tôi đã chia sẻ cho bà con rồi là chúng ta nên cắt cái ngọn mít mà khi nó đạt cái chiều cao từ 3m2 đến 3m5 thì chúng ta lên cắt ngọn mít rồi để cho cây mít phát triển bình thường, nó sẽ tự đẩy cái độ cao lên. Sau này độ cao nó vẫn phát triển hơn nữa, thế nhưng mà chúng ta hạn chế được cái chiều cao của nó từ lúc mà nó 3m2 thì nó sẽ không bị cao quá. Nhưng mà đây, như tôi đã nói từ trước rồi, bác đã chia sẻ rằng là vì bác để cao như này là vì bác trồng nó với cái mật độ nó gọi là hơi dày một chút, thì bác để cao để cho tán nó phát triển không rộng thì cái cây nó mới không bị chật. Bác ơi, ở vườn nhà mình này thì bác trồng ngoài mít thái ra thì bác có trồng xen những mít gì ạ? Trồng đồng mít thái không? À, đồng mít thái không, bởi vì là cháu thấy ở vế đằng kia có một cái giống mít gì mà bác trồng mà nó đang ra quả nó chưa được đều lắm. Đấy, vẫn là giống mít thái. Vẫn là giống mít thái ạ. Vâng. Đấy, bác chia sẻ là vẫn là mít thái. Cái hình ảnh lấy tôi chưa quay nhưng mà tôi có ngó qua ấy, thì cái lớp cây đấy lá nó khác hơn một chút, nhưng bác bảo vẫn là mít thái. Đây các bạn này, những quả mít này thật sự nếu mà nó mọc ở thân thì rất xinh đẹp, nhưng nó mọc quá cao thì bác phải cắt bỏ đi. Các bạn này nhìn này, đây là cái ao cá của nhà bác này. Ngoài kia bác trồng ớt này. Đấy, cái vườn mít này nhà bác rất chi là rộng, cực kỳ rộng luôn. Yeah. Con chào bà nhé. Cành ấy nó nhỏ, tỉa bớt nó đi, gã nó cao quá. Đang dọn cỏ ở dưới vườn. Cái toàn ấy đang bơm. Ra xem quá. Bác ơi, cho hỏi một chút là rất nhiều bà con cũng hỏi cháu rằng là những cái gì nhỉ? Những cái việc cắt tỉa cái cành mít này ấy, thì chúng ta lên cắt tỉa vào cái tháng nào thì là để cho cái cây mít nó ra quả mà nó hợp lý nhất ở trong cái khí hậu miền Bắc mình hả bác? Tôi nào có kinh nghiệm gì đâu, cứ làm mà cứ. Vâng. Cứ thu hoạch xong, thường cứ thu hoạch xong thì là tỉa. Thường là cứ thu hoạch xong là bắt đầu tỉa cành. Vâng. Thế mít thái nhà bác là vụ này là vụ thứ hai của năm bác nhỉ? Vụ thứ hai đấy. Vụ thứ hai. Thế vụ đầu vừa rồi bác có cho ra trái được sai như này không ạ? Đầu. Tức là cái vụ đầu trong năm ấy. Cũng sai như này ạ. Đấy. Thì đấy bà con và các bạn ạ, chúng ta trồng mít ấy chúng ta không cần quá phải là theo khoa học. Tức là chúng ta không cần áp dụng cứng nhắc theo khoa học. Chúng ta trồng theo cái kinh nghiệm thực tế của mình và trên khí hậu của vùng miền mình. Đấy. Chứ
nhiều các bạn cứ nói là có những bà con mà không hiểu biết gì về khoa học, không hiểu biết gì về cây trồng mà lại chia sẻ. Thế nhưng mà bà con hơi bị nhầm. Những người hiểu biết trên sách vở lý thuyết nó khác, người ta nói rất chi là hay, thế nhưng mà nếu để cho thực tế vào vườn ấy thì người ta không bao giờ người ta làm được. Đấy các bạn nha, không bao giờ người ta làm được. Thì những cái kinh nghiệm thực tế, những kinh nghiệm thực tế bao giờ nó cũng hữu ích hơn là cho cái việc mà chúng ta làm nhà lông. Đấy, bác cắt hết đi, những cái quả không cần thiết bác cắt hết đi à? Tập trung mấy quả gốc. Vâng, đúng rồi đấy. Tôi nói khoa học kỹ thuật khó lắm. Đúng rồi. Cứ thực tiễn là mình cứ mình vừa làm vừa theo dõi như mình. Mỗi nơi vùng miền khác phụ thuộc chăm sóc. À, bác ơi, gì nhỉ? À, cháu xin nhờ bác một chút là cháu hỏi là về vấn đề cắt tỉa những cái quả mít là khi mà nó ở trên cái ngang cây này này, ở những cái khu vực mà chúng ta lên để quả ấy, thì những cái quả nào mà bác lên cắt tỉa và có những quả nào bác nên giữ lại, bởi vì đây là những cái câu hỏi mà rất nhiều bà con là muốn hỏi và là cháu hy vọng là bác có thể chia sẻ được là thường thường những cái quả mà bác đã cắt đi rồi thì nó như thế nào mà bác phải cắt nó đi. Quả nó còi cắt. Vâng ạ. Để lại những quả nó đẹp hơn. Chùm hai quả để quả nó đẹp. Vâng. Vâng vâng. Đấy thì các bạn ạ, bác chia sẻ rất là ngắn gọn thôi. Thế nhưng mà để thực tế thì bác ơi, bác cho con hỏi ví dụ như ở trên cái chùm này, bác thực tế hơn cho bà con một chút là cái quả nào chúng ta nên giữ lại và quả nào chúng ta nên cắt đi hả bác? Đấy, tôi để cả rồi. À đây là bác để cả rồi ạ. Tỉa rồi. Vâng vâng. Tiếc quá nhỉ, có cái cành nào mà bác phải tỉa thì bác chỉ cho bà con dễ hiểu hơn. Là đây vườn này tỉa hết rồi. À bác tỉa hết rồi đấy. Rất là tiếc các bạn ạ. Thì với cái kinh nghiệm của bác thì tôi cũng xin chia sẻ cho bà con là những cái quả nào mà ở khu vực mà thân chính, ngang thân chúng ta muốn giữ lại thì chúng ta nên cắt bỏ những cái quả nào mà nó không tròn. Quả nào nó nhỏ hơn, nó xấu hơn, mã nó xấu hơn thì chúng ta nên cắt bỏ nó đi. Còn những quả nào mà tròn đều đẹp thì chúng ta nên giữ lại. Đây là những cái kinh nghiệm thực tế của bà con nông dân làm vườn, chứ cũng không theo một cái khoa học gì cả. Đấy, bà con cứ hoàn toàn yên tâm là bác trồng mít đã rất chi là phát triển tốt. Các bạn hoàn toàn là yên tâm, không phải lo về vấn đề mà chúng ta phải xem là nó bị sơ đen hay là nó bị bệnh này bệnh nọ mà chúng ta phải cắt bỏ đi. Nhiều bà con ở trên cái clip ở trên mạng xã hội YouTube này là có những cái cành mít, có những cái quả mít mà bà con cắt tỉa quá nhiều, bỏ rất chi là nhiều quả đi mà tôi thấy rất chi là xót ruột. Bởi vì là những cái việc cắt tỉa như vậy thì chỉ đối với những cái bà con là trồng mít với số lượng cực lớn để bà con xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc xuất khẩu ra nước ngoài thì bà con yêu cầu là cái mẫu mã từ bên ngoài cho đến trong ruột nó phải đẹp thì bà con mới phải cắt tỉa đến như vậy. Thế nhưng mà với cái khu vực miền Bắc này, khu vực miền Bắc của chúng tôi và những bà con ở miền Bắc thì không trồng xuất khẩu nhiều, với lại trồng với mật độ mà nó không nhiều thì bà con là những cái quả mà nó bị sơ đen bà con hoàn toàn có thể giữ lại để chúng ta bán cho dân dùng. Tức là cái sơ đen ấy, quả nó vẫn phát triển bình thường nhưng mà cái múi của nó màu nó hơi xấu và cái sơ của nó không được đẹp, thế nhưng mà nó vẫn phát triển được bình thường. Bởi vì bà con các bạn có thấy không, những cái người mà thu mua quả mít ở trong miền Nam ấy, cái quả mít nào người ta cắt một tí ở cuống này này, người ta cắt vát một đường để kiểm tra xem có sơ đen hay không. Còn nếu mà phải sơ đen mà phải bỏ đi thì làm sao mà quả nó to được như đến như vậy, đúng không bà con và các bạn? Làm sao mà quả to được mà để chúng ta phải kiểm tra xem nó có bị sơ đen hay không mà chúng ta lấy. Chính vì là sơ đen nó vẫn phát triển được bình thường, quả nó vẫn to bình thường, nó chỉ xấu mã thôi. Đơn giản những cái lái buôn ấy, khi người ta mua người ta mới hay cắt cái khoanh cái quả mít này để người ta kiểm tra cho có bị sơ đen không, bị sơ đen này nó mã nó không đẹp, bán xuất khẩu nó không được thích hợp. Đấy thì toàn bộ những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích chúng ta cắt tỉa cái quả mít thời điểm nào và cắt tỉa như thế nào, ở trên cao và dưới thấp chúng ta cắt tỉa như thế nào, thì trong clip này hôm nay tôi và bác đã chia sẻ cho bà con. Hy vọng là bà con có thể giúp ích cho bà con trong cái việc mà trồng và chăm sóc mít. Còn thiếu sót gì thì bà con có thể là bình luận comment ở bên dưới, tôi sẽ ghi nhận và chia sẻ cho nhiều bà con khác ở trong cái khu vực miền Bắc mình nói riêng
và là khu vực miền Nam cũng nói riêng. Đấy là những hai miền khí hậu hoàn toàn khác nhau, thì cái việc chăm sóc và cắt tỉa nó cũng khác nhau nữa. Và cái việc chúng ta trồng cái mít phục vụ cái lợi ích gì, bán xuất khẩu số lượng lớn hay là chúng ta phục vụ bán dân dùng, bán chợ quê. Đấy, toàn bộ những cái câu hỏi mà những cái nội dung bà con muốn tìm hiểu, muốn biết thì hôm nay tôi cũng đã chia sẻ được một phần nào. Còn thiếu sót gì thì bà con hãy góp ý bên dưới nhé. Rồi bây giờ clip tôi xin tạm dừng ở đây. Chào bà con và các bạn ạ.